27. Hòa thượng giảng vào tháng 5 năm 1989. Đệ tử hỏi: Kính xin hòa thượng giảng rõ, khi nó đến gặp hành giả người đang tham cầu hiểu biết, nó trải tòa ngồi thuyết pháp. Hòa thượng đáp: Đây có nghĩa là ma, nó đến nơi mọi người đang mong cầu biết được túc mệnh, đời sống trong những kiếp trước. Đệ tử hỏi: Hành giả ngồi nghe giảng pháp, thấy mình như được viên ngọc to lớn. Thỉnh thoảng ma hóa thân làm súc vật, có phải đây là loài ma khác? Hòa thượng đáp: Không phải, chính là con ma ấy. Đệ tử hỏi: Có phải người bị ma gá và đã hóa thân làm súc vật? Hòa thượng đáp: Đúng vậy, trước mọi người nó hóa thành súc vật, rồi đóng nhiều vai rất kỳ dị. Trước tiên đến trao cho hành giả, rồi sau mới gá vào thân thể họ. Hành giả là người đang mong cầu được túc mệnh. Đệ tử hỏi: Phải chăng người tham cầu biết được túc mệnh đã bị gá vào bởi một loại ma đã bị hóa thành súc vật, và con ma đó cũng ngậm hạt châu và những vật quý khác trong miệng? Hòa thượng đáp: Mà nó đưa những thứ ấy cho những người đang nghe pháp xem thấy, không chỉ riêng một người, có khi ma nó chọn một trong số những người đang nghe ở đó. Đây hoàn toàn là giả thuyết, không nhất thiết phải xảy ra theo cách như vậy. Đừng nên nghĩ rằng mọi việc đều xảy ra y hệt như cách đó, bởi vì trong kinh Đức Phật đã nói như vậy. Đó chỉ là một thí dụ, nên các ông cần phải vận dụng cái hiểu biết của mình trong những tình huống tương quan. Đừng nên hiểu một cách cứng nhắc, nên quyển chuyển linh động trong cách hiểu, để đến khi khác có một tình huống như thế xảy ra, các ông liền biết: Ô, việc này tương tự như ví dụ mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Ở đây ma hóa thành súc vật, nhưng trong một tình huống khác, có thể nó sẽ biến thành Phật. Phật tử hỏi: Sao mới gá vào thân thể của họ là sao? Ai là người bị ma gá? Hòa thượng đáp: Ma nó gá vào tất cả mọi người đang đến nghe pháp. Phật tử hỏi: Phải chăng có thêm những loài ma khác đến gá vào mọi người? Hòa thượng đáp: Không, cũng con ma ấy thôi, nó có thể biến vô số thân. Nó có thể gá vào hành giả, cùng một lúc gá vào tất cả mọi người khác. Phật tử hỏi: Thế nó nhảy quanh từ người này đến người khác hay sao? Hòa thượng đáp: Nó chẳng cần nhảy, nó chẳng phải chỉ có một thân, nó có thể biến thành rất nhiều thân. Phật tử hỏi: Ồ, thế nó có thể gá vào thầy, rồi còn có thể gá vào mọi người khác nữa. Con chưa từng biết ma có năng lực như thế. Hòa thượng đáp: Năng lực của ma gần như bằng năng lực của chư Phật, chỉ khác là một bên tà, một bên chánh. Những gì ma thi thố ra đều là tà, và những gì chư Phật làm đều là chánh. Đó là sự khác nhau. Có một người ở Đài Loan đã trải qua kinh nghiệm này, chúng ta có thể hỏi ông ta về việc ấy. Hòa thượng hướng về cư sĩ: Xin ông hãy nói cho đại chúng nghe về chuyện ma đã truyền tâm pháp cho ông ra sao. Cư sĩ đáp: Kính bạch hòa thượng và các vị pháp sư cùng các vị thiện tri thức, con xin kể lại một sự việc mà con đã trải qua với một nhóm ngoại đạo. Những gì con đã chứng kiến mà không hiểu nổi, có thể những gì con cảm nhận hoàn toàn không giống những trạng thái do thiên ma gây ra, như Đức Phật đã giảng giải trong kinh. Thiên ma có khả năng thiên biến vạn hóa. Những gì con thấy được chỉ là một trong muôn hình vạn trạng mà thôi. Nên khi con chia sẻ kinh nghiệm này, xin quý vị nhớ cho rằng đây không phải là toàn bộ cảnh giới nhất định. Thiên ma hiển bày qua rất nhiều phương tiện, nó có thể cần hoặc không cần một xác đồng, vẫn có thể biểu hiện được. Nếu quý vị tu tập với tà tâm trong một pháp môn ngoại đạo, thiên ma liền đến với quý vị qua thân tướng của một con người ngay, không cần xác đồng nào cả. Đoạn kinh này nói: Trong pháp hội bỗng dưng hành giả như có được viên ngọc to lớn. Do trong kinh nói trong pháp hội, nên con nghĩ rằng ở đó có ba thành phần: xác đồng, người nghe pháp, thính chúng và người giảng pháp. Hòa thượng đã dịch chữ người ấy là nói đến người bị ma ám. Đó là một cách dịch. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của con và qua những sự hiểu biết khác mà con được đọc,
thì con nghĩ chữ người ấy liên quan đến những ai chưa bị ma gá vào. Tại sao vậy? Vì Đức Phật giảng trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm để cảnh giác những người chưa bị ma gá, nhưng tâm họ đã bị tà lệch chút xíu rồi. Nếu những người ấy không thận trọng, thức tỉnh, sẽ bị ma gá vào ngay. Đức Phật muốn giúp họ cảnh giác khi sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm chấm dứt. Quý vị càng nên đặc biệt lưu tâm, vì quý vị sẽ trải qua vô số cảnh giới như thế này, và quý vị cần phải biết cách đối phó với nó. Cách đây 2 năm, tôi đến nhà một vị cư sĩ đã cạo tóc như một người xuất gia. Ông ta bảo rằng khi ngồi thiền có loài thiên ma gá vào ông và nói: "Để rồi tôi sẽ tặng ông một pho Vô Tự Thiên Thư, sách trời không chữ, hoặc một bộ kinh gì đó." Người ta gặp hiện tượng đó vì họ nôn nóng muốn có một con đường giác ngộ nhanh chóng. Ở đạo tràng đó, họ dùng tất cả mọi phương pháp. Tôi cũng có lần đã nghe họ nói về hiện tượng trong 30 hiện tượng ma ấm đầu tiên. Chẳng hạn như tôi đã từng thấy những thẻ tre, trân bảo, đạo phù, bùa chú. Tôi cũng đã chứng kiến có người ăn một bữa chỉ một hạt mè hoặc một hạt lúa mạch. Còn như trường hợp được viên ngọc minh châu vô cùng to lớn, là khi quý vị ngồi thiền, có người đến nói: "Tôi tặng ông viên ngọc này nhé." Nếu tâm quý vị dao động, ao ước có được ngọc, thì thông qua sát đồng, quý vị sẽ xòe bàn tay ra nhận lấy viên ngọc. Một khi quý vị đã nhận lấy ngọc, mọi vấn đề rắc rối sẽ sinh khởi theo ngay. Tôi xin nói về một kinh nghiệm cá nhân. Cách đây 2 năm, khi tôi đến một đạo tràng, một cư sĩ nói với tôi: "Tôi sẽ tặng cho ông một pho Vô Tự Thiên Thư. Nếu ông thực hành theo đó suốt 3 năm ròng, ông sẽ đạt được thần thông lớn." Hôm sau, tâm tôi càng trở nên dao động. Tôi nghĩ, ông muốn tặng tôi sách trời không chữ, tốt lắm. Người ấy liền nói: "Muốn nhận sách, hãy đưa hai tay ra, tôi sẽ trao cho ông ngay." Sau khi nhận sách, tôi trở về nhà. Hôm sau, tôi đọc những điều mà hoàn toàn không hiểu gì cả. Nghe như tiếng Nhật, tiếng Thái, lại giống như tôi đang hát những bài hành khúc trong thời Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản, những bài hát tôi chưa từng nghe, chưa từng hát trước đây bao giờ. Dù giọng của tôi thường là rất dở, thế mà khi tôi hát những bài quân hành này, tôi có thể đưa giọng lên có khi rất cao, có khi rất trầm, nghe còn hay hơn ca sĩ hát trên truyền hình. Tôi nghĩ sách trời không chữ là thứ giảng sách thẻ tre được đề cập đến trong kinh văn. Có 2 tình huống có thể xảy ra tại nơi ma đến thuyết pháp. Một là nếu ông không bị ma gá, thì ông không biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Nếu ông chưa sạch được sắc ấm, cũng không thể thấy được điều gì cả. Mặt khác, khi ông ở trong thiền định, người bị ma gá có thể thấy được ông và ông cũng thế. Còn trường hợp thứ hai là cả ông và người bị ma gá vào đều ở trong thiền định, và ông có thể thấy biết được mọi thứ mà nó muốn cho ông thấy. Ông cũng có thể thấy được những cảnh giới siêu việt, nhưng đó chỉ là những huyễn cảnh do ma hóa hiện ra. Mặt khác, ông không thấy gì cả, nhưng tâm ông dao động. Người kia hỏi: "Tôi cho ông vật này nhé." Nếu ông trả lời "vâng", thì tình huống sẽ thay đổi. Còn nếu ông trả lời "tôi chẳng cần", thì thiên ma chẳng thể nào gá vào ông được, vì nó cũng phải tuân theo quy luật của chính nó. Theo tôi được biết, tất cả các tà phái ngoại đạo ở Đài Loan đều bị rơi vào trong 30 loại ấm ma đầu tiên trước khi họ đạt đến tiêu trừ hành ấm và thức ấm. Sự giải thích hôm nay của tôi có khác tí chút so với những tình tiết chính xác mà tôi muốn đề cập đến. Thiên ma có thể hiện ra nhiều cách để hãm hại quý vị và ngăn trở trên bước đường tu đạo. Do vì mọi người có nhiều khác biệt nhau trong khả năng tu tập, nên ma sẽ hiện bày bằng vô số hình tướng khác nhau. Tôi chỉ xin trình bày cống hiến để quý vị tiện tham khảo. A-di-đà Phật. 28. Hòa Thượng giảng giải vào tháng Giêng năm 1983. Hành giả vẫn còn dễ bị ma làm hại, ngay cả sau khi đã tiêu trừ thọ ấm, tiêu dung được hết thảy các ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là một việc làm rất bình thường. Đó không có nghĩa là hành giả thực sự có định lực và sẽ không bị ma làm hại nữa. Công phu của hành giả đã ở mức độ cao rồi. Nhưng ngay cả khi công phu ở tầm mức cao như vậy,
vẫn có thể bị ma quấy phá. Tại sao? Vì vẫn còn nuôi dưỡng tâm tham ái. Vẫn còn tham có kiến thức, tham có thần thông, tham có sự cảm ứng. Tâm niệm tham lam đã mở cửa cho ma vào. Hành giả không thể nào có được sự tự tại, thoát khỏi sự quấy phá của ma khi còn niệm tham ái. Ha ha ha, 问什么的说